Thank you.
rất là khá nha nè. Con này thì nó hơi khôn, chim rất là đẹp luôn. Em mồi hôm nay chơi cũng rất là ok, rất là đẹp. Thì hôm nay kèo này thì mình đánh có 5 chân giò sát bội anh em, nên nó hơi lâu một xíu, mà nhờ lâu vậy xem nó mới sướng đúng không anh em, quá là tuyệt vời. Rồi anh em thấy clip hay thì nhớ cho mình một like và một đăng ký kênh nha. Rồi anh em nào có nhu cầu cần bẫy giò hoặc là bội ốc thì cứ liên hệ số điện thoại mình ở trên. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.